Xin chào các bạn, ở đây thì mình đang có hai chiếc loa của hai hãng khác nhau, đó là Sony XP3 và JBL Jack 3. Thì hai cái loa này vẫn chưa có mặt trên thị trường và cũng sẽ có mặt trên thị trường trong một thời gian ngắn tới đây. Và cái thông tin về cái Jack 3 thì có phải là vào trung tầm tháng 7, còn với cái XP3 thì hiện nay nó đã có trên thị trường rồi. Cái Jack 3 sẽ có cái mức giá mình tiên đoán là vào khoảng hơn 4 triệu một tí, thì nó cũng cỡ với cái XP3, cho nên hôm nay mình sẽ có một cái bài so sánh cho các bạn nghe thử chất lượng âm thanh và trải nghiệm thử cái khả năng chơi nhạc của cả hai chiếc loa này. Đầu tiên thì mình sẽ mở cả hai chiếc loa này kết nối chung với cái điện thoại của mình, sau đó thì mình sẽ mở từng cái loa với từng bài hát cô từng cái đoạn nhạc khác nhau. Mình sẽ lặp đi lặp lại cái phần đoạn nhạc đó để các bạn có thể trải nghiệm chất lượng âm thanh. Đầu tiên thì mình sẽ đến với một ca khúc của Minh Tuyết để chúng ta có thể có được cái chất lượng âm thanh với cái nhịp điệu sôi động một tí và cho các bạn nghe thử chất lượng âm thanh của từng chiếc loa. Đầu tiên thì mình sẽ đến với cái Sony XP3 trước nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu. Đó là một cái đoạn đầu của cái bài Đã Không Yêu Thì Thôi của Minh Tuyết. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua cái đoạn đầu này và phát trên cái JBL Jack 3 để các bạn có thể nghe lại thử cái đoạn này nhé. Rồi bây giờ để mình chuyển qua cái JBL Jack 3 trước. Rồi, ok. Bây giờ mình chuyển qua phát lại đoạn đầu trên cái Jack 3. Thì một cái đoạn đầu như vậy các bạn sẽ khó có thể nào mà cảm nhận được hết được cái lực bass của nó. Thì mình sẽ chuyển qua cái đoạn sau của cả cái loa XP3 cũng như là cái Jack 3 để các bạn có thể nghe thêm cái phần đoạn sau, cái phần điệp khúc của nó như thế nào nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái Jack 3. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua bên cái XP3 để các bạn nghe thử chất lượng âm thanh trên cái XP3 cùng với cái đoạn nhạc đó như thế nào nhé. Ok, thì đó là một cái đoạn nhạc với cái tiếp điệu rất là sôi động và rất là hay của Minh Tuyết. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái âm điệu nhẹ hơn một tí với cái dòng nhạc vàng mà rất là nhiều người sẽ thích. Thì mình sẽ chuyển qua một bài hát của Thùy Chi chẳng hạn, cái bài Một Thời Đã Xa nhé. Đó, nó cho nó nhẹ nhàng một tí. Và dĩ nhiên mình sẽ vẫn để cái extra bass cũng như là mặc định để hai cái loa này nó được cái sự cân bằng về bass.
bắt đầu từ XB3. Đừng buồn anh hai, khi lỡ nói yêu em rồi. Bận lòng chi nữa, hai anh xin hãy quên em đi. Giây phút bên nhau, anh sẽ quên mau. Chỉ có giữ mãi bóng hình xưa. Ok, đó là cái đoạn đầu của bài Một Thời Đã Xa của Thùy Chi với cái giọng của cái XB3. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua bên cái track 3 cùng với cái đoạn đó luôn để các bạn nghe thử nha. Rồi mình rút lại từ đầu. Đừng buồn anh hai, khi lỡ mới yêu em rồi. Bận lòng chi nữa, hai anh xin hãy quên em đi. Giây phút bên nhau, anh sẽ quên mau. Chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa. Như vậy thì qua cái thử nghiệm của mình và để các bạn trải nghiệm qua video thì các bạn có thể cảm nhận được một phần nào về cái khả năng chơi nhạc của hai chiếc loa này. Riêng mình nếu phải chọn thì mình sẽ chọn XB3, tại vì nó có cái khả năng cộng hưởng extra bass. Trong khi đó thì với JBL thì nó sẽ không thể điều chỉnh được cái vấn đề này. Và lúc nào nó cũng sẽ có mặc định cái phần bass do JBL họ mặc định trên này. Với Sony thì nó sẽ khác đi và chúng ta có thể có thêm cái khả năng kết nối cả hai loa cùng với nhau. Mức giá của sản phẩm này cũng sẽ ở cái mức gần nhau. Tuy nhiên thì JBL có thể là nó sẽ cao hơn một tí. Còn với các bạn nếu được chọn thì các bạn sẽ chọn chiếc loa nào? Và cho mình biết cái ý kiến của bạn ngay bên dưới video bên dưới nhé. Xin chào và hẹn các bạn trong những video công nghệ lần sau.